Ok Rồi, tranh thủ vài phút đầu giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau xem qua cái lịch thi thử nữa nhá Hiện tại thì Dũng Moody đã chạy được khoảng 3 buổi từ cần nào 3 buổi rồi đúng không ạ? Các bạn đã thi chưa? Rồi, chúng mình sẽ cùng nhau xem nhá Thì mình đang vẫn có chương trình đó là mình sẽ có thi thử online ha? Thi thử GPT online với dạng đề thi khá là giống đi thi thật Và mình sẽ có kết quả ngay sau khi nộp bài Được chưa ạ? đội uh, và có những cái tính năng mới thì lần trước mình cũng giới thiệu rồi lần này mình sẽ giới thiệu lại qua thôi nhé. Đó là mình sẽ có tính năng bảng xếp hạng, xếp hạng 100 người có số điểm cao nhất cho từng cấp độ ở đây. Nhá, họ sẽ được xem là ai cao nhất được chưa? Tiếp theo là mình sẽ có một cái mới đấy ha, đó là có cái sơ đồ đánh giá kỹ năng. Thì nhìn vào đây bọn sẽ rất là dễ. Uh, cái đánh giá kỹ năng này sẽ giúp các bạn nhìn vào đây bọn sẽ nhìn thấy ngay là mình đang có khiếm khuyết về kỹ năng nào và mình sẽ cố gắng là trau dồi khoảng còn khoảng 2 tuần nữa thôi nhưng mình nghĩ là nếu mà hai tuần này các bạn cày thì chắc là vẫn ok đấy ạ rồi tiếp theo chúng mình sẽ để một số cái à, đây mình sẽ có được xem lại đáp án ngay sau bài thi nhá sau khi bài thi nộp xong các bạn xem lại bài làm thì bạn sẽ nhìn thấy được đề và bạn xem sai ở đâu Ok và mình sẽ có cái cái này cũng khá là hay mình thấy ok này mình sẽ có thể theo dõi kết quả của các đợt thi chúng mình có tổng cộng 5 đợt thi và hiện tại đã được lần thứ ba rồi mình còn hai đợt nữa là cuối tuần này và Cuối tuần sau, cứ cuối tuần sau các bạn đã thi rồi đúng không nào? Đó, thì chính là cái lần cuối cùng để mọi người có thể xem là uh, liệu mình có ổn, có ổn không, được chưa? Rồi ok, bắt đầu mình sẽ cùng nhau vào phần hôm nay nhá. À quên chưa ạ? Nhắc lại lịch thi ạ. À? Rồi. Lịch thi thời gian thi của chúng mình sẽ từ 19 giờ đến uh, 23 giờ 59 tức nhất là mình sẽ được mở tối thứ sáu đến hết ngày chủ nhật và mình sẽ có 5 đợt thì hiện tại mình đã hoàn thành xong đợt thứ ba, đợt thứ ba. Cuối tuần này sẽ là đợt thứ tư và đợt thứ năm chính là cái ngày mà trước hôm thi. Thế nên là ngày đóng cổng sẽ là hết ngày thứ bảy thôi mọi người nhá. Được chưa? Và ngày chủ nhật là ngày, ngày mùng 7 tháng 7 là chúng mình sẽ bắt đầu với kỳ thi chính thức. Đấy rồi. Tiếp tục chúng mình sẽ có series livestream 8 tuần. Hôm nay vẫn là từ vựng chữ Hán ngữ pháp của N2 buổi số 7 rồi các bạn ạ. Hãy ok, được 37 bạn xem rồi Chắc là đủ số để mình cùng nhau làm bài rồi đúng không nào Bắt đầu với câu đầu tiên, câu kanji số 1 Hãy mời mọi người Rồi, mỗi mỗi lòng bao 43 người xem như mỗi lòng vào chào Không, buồn quá Câu số 1 này rất tính nó chỉ khoảng N3 thôi hả? Nó khá là dễ Nào, mời mọi người Đáp án mấy đấy ạ Mọi người comment giúp mình uh, Câu, cộng thêm đáp án và cộng thêm nghĩa giúp mình nhá Cú pháp sẽ là câu đáp án và nghĩa ok để không bị nhập à, rồi ngọc hip có đáp án số 1 tâm sàng cho đoạn ôi nghe câu đầu tiên mà đã công nên n 3 n ba nhau n long sàng cho đáp án 2 nghề nghiệp nghề nghiệp à, trường cho đáp án 2 chính rằng sàng... em bảo trồ cho em nghỉ làm để xem lại <laughs> tuyệt vời trồ dễ tính ha À, uh, An An chọn đáp án 2 Rồi khi làm việc ở nơi cao hãy chú ý an toàn An An chọn 2 Trừ Hường chọn đáp án 2 Phương Anh chọn hai. Hôm nay mình thấy khá là nhiều gương mặt mới ha Rồi ok Chính sàng câu 1 đáp án 2 Nghề nghiệp Thực ra xa kiều mà nói thì nó sẽ không hẳn là nghề nghiệp đâu Nó sẽ là công việc nha Nói chung Hãy đáp án chính xác Lô cốt chọn đáp án 2 Những cái câu đầu tiên khá là dễ Mình sẽ nhanh nhá Đáp án chính xác Sai kiều nè Xa kiều Ờ... Uh, Ai nhận này ai chọn sai nhỉ? À, xóa nhanh rồi, xóa mất rồi. Ok, chú ý giúp mình nhé. Cái chữ tác này này, cái chữ tác này nó có hai âm đọc một là sạc cự, hai là sa. Thì bình thường các bạn sẽ hay để ý cái âm sạc cự này hơn. Nhưng tuy nhiên có một số từ vựng nó sẽ đi về âm sa nhé. Sāyō. Rồi, mình sẽ cùng nhau xem nhá. Tāi toko de sāyō suru toki wa anzen ni kudasai. Vừa nay có bạn đã comment dịch nghĩa giúp mình rồi, là thanh tâm sáng đúng không ạ? hai ok hai, mọi người đều đúng câu này rồi khi làm việc ở nơi cao chính xác ạ à, thì hãy kiosukete hãy chú ý an toàn rồi vậy thôi còn nó sẽ không dùng âm xà cự nhá à, chữ nghiệp này mình cũng không có âm đọc là go đúng không nào kiều thì cũng không phải thường là kiều thôi rồi tiếp theo ạ à. dễ quá câu này đơn giản quá câu số 2 câu số 2 thì thực ra mà nói là nó n hai đấy n nhưng mà là n hai cho câu dễ ha Câu này khá là dễ Rồi tâm sàng cho đáp án số 4 à, Long sàng chọn 4 trị liệu Rồi Ngọc sàng chọn đáp án số 4 Chi điều Yêu đi chọn 4 hưởng 4 Rồi hầu như các bạn đều chọn đáp án số 4 ha Rồi hầu như các bạn đều chọn đáp án 4 đúng không Mình sẽ xem nhá Từ này đọc là ha Hai y sợ Né Hãy xa nhịp tế mưu sĩ ba nó tạo Ừ. đi đời tới tới nha sĩ đúng không và được ừ. cái này thực ra là kia được nó mang nghĩa là nhận nhưng các bạn dịch là được nhé và được điều trị sâu răng là chưa chi điều là điều trị trị liệu chữa bệnh tôi đi bác sĩ nha khoa để chữa sâu răng ok dịch vậy là tuyệt vời rồi ha bên này thì mình sẽ có chữ này đọc là Chị đọc là chi nhé như là trong chi điều này hoặc là nào đấy ngon khỏi bệnh chữ này các bạn biết rồi nó liên quan đến chữ liệu À, những cái chữ mà có cái bộ này phía trong thì hầu như thì đều, đều, đọc với âm điều đúng không nào? Hai, mấy đáp án khác thì sai rồi, không có gì bàn cãi ha. Sĩ, sí. câu số 3. Cái này, cái này ta tà, tài liệu ôn tập hay lấy từ đề thi cũ. Cái này thì nó sẽ khá là trộn khá là nhiều có cả những cái đề thi các năm và nó cũng có kèm cả những cái tài liệu ôn tập ngoài nữa. Nhá Thủy nhá. Rồi được chưa ạ? Ừ. Lớn rồi vẫn sai chính tả. Ấy. <laughs> <laughs> lỗi nhau thế <laughs> Rồi, câu số 3, câu N2 nha mọi người Và là một từ cũng khá lai like xuất hiện trong những cái bài đọc nữa Rồi, ok Đấy, đáp án mấy đấy ạ? À, <laughs> quý là quý Lại bị các bạn bắt lỗi rồi Hay, Quý sàn sẽ đan số 4 đánh giá lưu sàn chọn 4. Ừ, rồi ok, câu 3 đáp án 4 đúng không? Xuân Trường chọn đáp án số 2. Lê Sàng chọn đoàn số 4 là 2 và 4 hả? online nữa không? Hoàng Vân chọn 1 Sao lại có cả 1 nữa rồi? À, phê Bình đánh giá Long Sàng chọn đoàn số 4 Và có dịch nghĩa cho mình cảm ơn Long Đấy. Điệp Sàng chọn 4 Quy Sàng chọn 1 Lực chọn 4 Các bạn đang hơi Đúng là câu nơi 2 có khác Trông có vẻ hơi phân vân rồi Hay, à, 4 bình luận này Lực Phương Anh chọn 4 hết rồi mình cùng xem nhá, cái chữ này là một cái chữ Hán khá là hay xuất hiện trong các bài đọc Nên các bạn chịu khó nốt nó lại vào cái từ điển từ vựng của mình nhá Ờ uh, no atarashi no Từ này đọc là hi hiểu Hi hiểu, đáp án 4 Phê bình, bình luận, được chưa ạ? Mình sẽ, cái hàng này sẽ dễ rất là dễ đoán âm này Thứ nhất là trong cái chữ Hán này có thể là một chữ lạ Nhưng trong này mình lại có một cái bộ khá là quen đó là bộ tỉ Bộ này đọc là hi, đúng không? Ha? và bên này thì mình có chữ này là chữ bình rồi các bạn học từ này rồi đúng không trong bình luận nhá uh, gì nhỉ hiếu cả các thứ gặp rất nhiều rồi nên nó âm đọc là hiểu thôi nhá đó là hi hiểu hôm qua em mới học xong rồi khá là nhiều người đúng trong câu này ha nhớ chú ý âm đọc nhá nó không bị biến âm thành biểu đâu chú ý giúp mình ha thỉnh thoảng nó cũng có nhưng mà ra từ này khá là ít khi biến âm biểu b thì hầu như là không rồi b là âm của thằng này ha hey, đúng không ạ này cũng thế. Rồi câu này sẽ dịch là gì đây ạ? Kotoshi no zashi ni eiga no hi ga sareta. Cũng là một từ các bạn nên học nhá. Kei sai nó là đăng lên. Ha, đăng lên. Câu này sẽ dịch từ đây ha. Bình luận về bộ phim mới đã được đăng lên tạp chí tháng này. Được chưa? Xong ha. Rồi. Nhớ câu này trong đầu nhé mọi người. Câu số 4. Câu số 4 cũng là N2 nè enemy rồi câu này nhưng mà chắc là mình nghĩ không sai đâu câu này hình như là một câu đã xuất trong đề thi thật này đó rồi nhưng mà ra là cái gì cũng không thừa đâu mọi người mọi người cứ chịu khó làm đề thật nhiều à đó tâm này thì đừng có chăm chú vào cái gì nữa đừng có ngồi học ngữ pháp từ vựng gì nữa các bạn cày đề thôi đó thì mình sẽ nghĩ là nó sẽ có hiệu quả hơn Ok, Hương chọn 4, Quy chọn 4, Lê chọn đáp án 4 4, Oginata Ờ, nghĩa là gì mọi người nhỉ? Bạn có dịch được nghĩa từ này không? Lực chọn đáp án 4 này ừ, Không có từ mới đúng không ạ? À, chiến sàng chọn đáp án 4 Mà có dịch cho mình là bổ sung nước ờ, à, Chúng mình có từ suy bưng ở đây là nước đúng không ạ? Hai, ok, các bạn đều có đáp án chung là đáp án số 4 Nè Ờ, đông sàng là chọn đáp án số 1 hả? Thốt tả hả? Ờ, ok Mình biết là lại nhầm sang chữ Hán nào rồi Hai. Nào ok rồi mình sẽ dịch câu nhá. Sports wo toki 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 Oginao nhá. Đáp án số 4. Được chưa? Chữ này liên quan đến chữ bổ trong bổ sung. Ngoài ra âm đọc của nó có âm hô nữa đúng không? Hojo no ho. À sports khi chơi thể thao đúng không? Ta hou ga ii. Cấu trúc ngữ pháp nên bổ sung à thỉnh thoảng ấy Thỉnh thoảng nên bổ sung lượng nước. Rồi. Uh, tại sao mà có một bạn nhầm sao ăn một đông sao nhầm sao một vì các bạn đang nhầm sang từ này đúng không từ skamoi đấy cái skamoi này nó cũng có một âm độc là thổ đấy nhưng mà nhớ nhá bắt thì bắt bằng tay được chưa bắt bằng tay phụ nữ thì lúc nào cũng muốn bổ sung thêm quần áo đó đi để cái cách để mình nhớ mình không nhầm chúng nó nhá rồi các đáp án khác thì à ta chữ đương hả? khá là dễ rồi chúng cái gì đó Tamotsu, chữ này chưa chắc đã nhiều bạn nhớ đâu Ha, chữ này nhá à, Hộ nữa đúng không? Thảo mô chữ hộ Âm hai âm nhá à, Nó mang nghĩa là duy trì đúng không? Giữ, duy trì cái gì đó Rồi, sư ghi câu số 5 Gô bạo Câu này tính thì cũng N2 n N2, N3 gì đó Câu khó N3 và câu dễ N2 Hay, rồi ok, mọi người nhớ để ý những cái phần bộ thành phần mà nó khác biệt nhỏ nhỏ như thế nhé Nhiều khi cũng không cần phải học một cách nhiều quá dài đâu Các bạn học những cái bộ khác nhau á Thì nó sẽ dễ và nó đỡ bị nhầm hơn Ok Câu số 5 nào Ừ. ta sa này lấy từ này dễ ha Kha ta sa ga Yoku nemureru Nemureru rồi ok các đáp án nào mọi người à, Hương đáp án 3 Lực chọn đáp án 3 với câu số 5 Nghĩa là gì nhỉ? Thế kỳ độ Toàn chọn đáp án số 3 ừ. à, Quý chọn 3 Lưu chọn 2 Quý chọn 3 à? Long chọn đáp án 3 và có dịch nghĩa giúp mình là thích hợp Rồi Lê Sàng chọn đáp án số 4 Các bạn nó hơi hơi nhầm đúng không? Xong thì chọn 3, Phương Anh Phan chọn đáp án 3. Ừ, Diễm chọn 3 và dịch, dịch nghĩa là thích hợp. Rồi ok, mình sẽ cùng nhau xem nhá. Tại sao các bạn lại nhầm? Chiến chọn 3, Thanh Thanh chọn 3. Các bạn đang khá là nghiêng về đáp án này đúng không? Tại sao mình lại nhầm? Bởi vì cái phần bộ phía bộ, cái bộ này của chúng nó rất là giống nhau này. Mình gọi đây là bộ đứng ở cổng thành cổ. <laughs> cái bộ này là một bộ chỉ âm, nó hay có âm đọc là thế kỵ. Đấy là lý do các bạn đều nhầm những cái thằng này với nhau. Rồi ok, mình sẽ cùng nhau xem nhá. Đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 3 nhá bạn. Ừ. Các bạn mà số đông các bạn đều đúng này. Thế ký độ là chữ này. Rồi ok, cảm ơn Long đã comment cho mình cái cái chữ khác luôn tuyệt vời. Thì các bạn nhá. Bedo to yu no wa tekido na katasa ga atta hou ga yoku nemureru. Đúng không? Chủ ngữ này. Cái giường á, được chưa ạ? À? Thì thì cái này thì sao hơn đúng không? Thì dễ ngủ hơn được chưa ạ? À? Rồi, cái giường thì những cái mà mà có cái độ cứng phù hợp sẽ dễ ngủ hơn sẽ ngủ ngon hơn được chưa ạ nhá thế cái độ thích hợp phù hợp rồi cảm ơn Xong hỉ chính xác nó sẽ nhấn mạnh về mức độ nhá mức độ thích hợp phù hợp rồi còn những chữ hán khác thì nãy có long có comment cho mình một vài chữ ơi này chữ này cũng đọc là teki đúng rồi nhưng nó nằm trong cái từ shiteki shiteki là chỉ ra được chưa? Xong nhá Chữ này cũng là tê kỵ Nhưng mà thế kỵ này là kẻ Kẻ địch nhá Thế kỵ này là kẻ địch Còn thế kỵ này trong cái từ cuối cùng này Trong từ suy tê kỵ đúng rồi Long á Đó là giọt Nó nói về giọt nước, giọt xương Thì thằng này mới là nhớ thế bộ thủy không ạ? Đó, mọi người nhớ để ý bộ nhá Rồi, tê kỵ đọc cứ bảo số 6 Hai, cảm ơn các bạn Rồi rồi, đúng là đến đoạn cuối này mọi người chịu khó mà xem hơn thật. Hay, số 6 nào, chúng mình sẽ có zuno, zuno. Hay. Chữ này cũng là một cái chữ Hán hay xuất hiện nhé, nhớ nó nhá. Sugurete iru, sugurete iru. Ừ, rất hay có trong đề thi hoặc cho những cái bài đọc. Rồi, uh, chưa có ai có đáp án cho câu này. Zuno. Ừ. À, Loan là người đầu tiên đáp án của Loan chọn đáp án số 1. Hương chọn đáp án số 3. Rồi, Quy chọn một, Diễm chọn một. Quý chọn đáp án số 1. Đấy, thương sàn chọn đáp án số 3. Các bạn đang có phân vân giữa 1 và 3 ha. Hai cái này hả? Ừ. Rồi, à, Vân Lưu chọn một, Trần Thiên chọn một, Trần Hương chọn một. Là gì nhỉ? nô này nghĩa là gì nhỉ? Ừ. Ok, các bạn đã phân vân giữa 1 và 3 đúng không? À, vâng, cảm ơn Long, đầu não, ha, đầu với não đúng không? Rồi nào, ningen nhá. Từ này chắc là đến N2 là không ai đọc sai nữa rồi đúng không? Nhưng các bạn N3 mà xem thì nhớ để ý từ này cách đọc nhá. Ningen no zuno to computer de wa dochira ga sugurete iru no ka? À, liệu rằng cái này cũng là một cái nét rất hay xuất hiện ở trong cái loại bài đọc hiểu. À, ok, chọn từ đầu não sao? <laughs> sao nó ẩn? À ok, Vân Lưu, chọn đoạn 1, ok. Rồi, à, chúng ngữ nằm ở đây đúng không? Deva, ở -er", đúng không? ở cái computer là cái máy tính với cái não bộ đầu của con người á thì cái nào liệu rằng cái nào sẽ xuất sắc hơn xứ DT đấy nó là chữ ưu đúng không trong ưu thế xuất sắc nên đáp án này nó sẽ liên quan đến đầu và não bộ của mình nên đáp án là đáp án số 1 nhé mọi người được chưa đáp án một nha cái chữ đầu được cả là một hai ba bốn nó đều giống nhau rồi chữ này thì có các cái âm đọc như là gì ạ atama à, à? nhé atama là y rồi ngoài ra mình có âm đọc là dự dự cũng là một cái âm hay dùng ở trong dự sự chẳng hạn đau đầu nhá rồi tiếp theo thì các bạn thấy nó đang phân nó đang cho các bạn những cái âm nô ở đằng sau nó khác nhau đúng không nô này với nô này rất là giống nhau nên các bạn có các bạn nhầm này thì nhìn vào đây ạ bộ này là bộ nguyệt hoặc là bộ nhục đúng không và thường những cái bộ phận cơ thể thì mình sẽ có cái bộ này đi kèm đó thì với bộ phận cơ thể nó sẽ là bộ nhục còn đây là bộ tâm Bộ tâm thì từ này cũng đọc là nô no đấy ạ Nhưng nô no này là trong kiểu phiền não Và cái âm nô no này khá là ít dùng Đa phần người ta sẽ dùng với âm naya mự nhá Phiền não, naya mự nhớ đó nhá Còn nô no này trong nô no điêu cự đúng không? Nhi hông go nô no điêu cựu. Còn nô no này trong nô no hình, trong chuyển Được chưa là Nạp, chữ nạp nhá Rồi nhá, đáp bàn đúng sẽ là một Mọi người nhớ để ý từng cái bộ nhỏ nhỏ như thế nhá Hãy câu số 7, 7 nà nà Mình có từ vựng siêu Rồi từ này ra n3, n4. n3 mình tính nó n3, n4 thôi. Vì nó khá là dễ. ha Rồi. Một cả nà. <laughs> Hãy nào đáp án mấy đây ạ? À. Siêu y nhí, mê quá cự nhá. Mê quá waku. cự. Mê quá cự gà khá gà ra nà yô nhí. Sì dư cả nhí hà nà sẽ kết ra sai. Rồi, Tuyết Sàng là người nhanh nhất Đáp án 2 Đáp án 2 Ơ, ờ, ừ, tôi mất đây, đây đây của mẹ 2, rồi à, Phương chọn 2, Lê Lê Sàng chọn 2 Chu Vi, Diễm chọn 2 Chu Vi Rồi, Long chọn đáp án 2 Nhưng mà từ này thì được dịch là Chu Vi nhá Mặc dù âm F, âm Hán thì đúng Chu và Vi Rồi, Loan Sàng chọn đáp án 4 4 này, cô đấy á à, Uh, quý chọn 2. tiệp chọn 4. còn phân vân giữa và 4 này phương anh chọn 2. chu vi hai sai đốt sách <laughs> Chắc là không đốt được sách rồi <laughs> Hương chọn hai, Hà Thanh Thanh chọn hai rồi Quân uh, chữa ok Dịch tiêu trường sẽ hợp lý hơn nhé, xung quanh Được chưa ạ? Với câu này thì mình nên dịch là xung quanh Rồi Thủy San chọn đáp án số 2 An An chọn hai Mấy câu này đơn giản ha mọi người à, Rồi, thực ra là khá là phân vân Bởi vì mình sẽ loại được 1 và 3 Tại sao? Bởi vì cái chữ này mình không có đọc là y Mà mình đọc là cô Đúng không? Chữ cố trong găng cổ chẳng hạn, ngoan cố. Rồi mấy là mình sẽ có phân vân thằng này thôi chứ ai đọc là vi rồi, đọc là y ha. Quan trọng là cái chữ siêu nào? Siêu này là siêu trong trong xung quanh, vòng quanh. Siêu này là trong siêu tuần thì có liên quan gì đến thời gian đâu mà mình chọn cái thằng số 4. Được chưa? Nên <laughs> Nên đáp án trong câu này sẽ à đáp án số 2 nhá các bạn. Cũng phải khá là đơn giản thôi, xung quanh nhá. Rồi, được chưa ạ? Uhm. Đó. À, chú ý ni may hana ni, -e -ni hana de ma. Nhá, có ngữ pháp cái dưới này. Hãy nói chuyện thật là một cách yên lặng, đúng không? Nghĩa là nói nhỏ tiếng thôi. Để không lây phiền phức cho những người xung quanh. Đó. Thì từ này dịch là xung quanh thì câu nó sẽ đúng hơn. Còn chu vi nó cũng không sai. Nó không sai nhưng trong câu thì mình lựa cái định nghĩa nào cho nó hợp lý nhá. Rồi, 8 chi bảng số 8 chúng mình có từ kang so, từ này cũng dễ ạ. Khu kỳ gạ kang so sưu -sure to kaze o hiki yasuku narimasu. Hãy đáp án mấy đấy ạ? 1, 2, 3, 4. Đấy, rồi, Sơn Sàng sẽ là đáp án số 2. Hôm nay là mỗi người, không phải là một bạn cố định làm nhanh nhất đúng không? Mà đời này có mỗi câu đúng không? Bạn thấy rất là là này. Sơn chọn 2, Nam chọn 2, Quý 2, à, gì là khô. Diễm chọn đáp án số 2 Dịch khô luôn này Sơn trần chọn 2 Khô ừ, Hoặc là làm khô á Khang su su rự mà Gá Khang su su rự Đó tự động từ nhé Hay, à, uh, Vân lưu chọn 2 Chắc luôn à <laughs> Ok Trần phi chọn đáp án 2 Rồi Câu này rất là dễ Đúng không? Thực ra mà nói thì 1, 2, 3, 4 Nó đều có, có, đều có nghĩa Nó đều có nghĩa Quan trọng là mình phải xem là cái nào mới là cái phù hợp cho cái câu nghĩa của câu này nhá đó thì hay rồi thỉnh thoảng mà nói thì nó cũng sẽ ra những cái câu kiểu kiểu vậy nghĩa là đáp án nó có nhưng mà về phải mình phải xét về nghĩa nếu đáp án đúng chính xác đáp án số 2 cứ ghi rồi thì không thể nào là cảm tưởng hay gì đó cả không khí đúng không cư ghi ga khan so to kazeo hikiyasu nếu mà trời đúng không không khí mà hanh khô ấy thì sẽ dễ bị dễ bị cả vậy thôi dễ quá trời con sô nhá số 1 cũng đọc là con sô so. bác này đọc là cảm tưởng đúng không can sô so bựng chẳng hạn văn cảm tưởng rồi tiếp theo này cái này cũng đọc là can sô so, nhưng mà nhìn chữ hán là mình biết nhá can này là căng trong hoàn thành sô so này là sô so trong tổng là chạy nghĩa là chạy hoàn thành cái cuộc đua nào đó còn cái này cũng là ca sô so. cũng thế thế nhưng mà nhìn nhá căng này trong căng ghi trong cái hoan nghênh chào mừng sô so này trong trong tiễn tiếng nghĩa đây là một cái buổi uh, đưa tiễn cách thân mật thân thiện thì mình dùng từ console này nhá rồi ok tiếp à ok chúng mình đã hết phần can gì chúng mình sẽ cùng nhau xem một chút nhá à, hiện tại thì mình vẫn đang vẫn đang chạy cái khóa lớp luyện để cấp tốc online nhé bạn online nghĩa là mình phải tự học Đấy chưa ạ rồi nội dung thì hầu như sẽ là chữa đề thi quá khứ GPT thì tầm này các bạn nên làm đề nữa thôi rồi tiếp theo là mục tiêu chúng mình sẽ cố gắng tăng 20 30 điểm nhé các bạn. Cố lên mọi người. Hay. Và có chủ yếu là mình cần cái sự tự tin này. Nó đi thi các bạn thường là không được tự tin nên là làm bài nhiều khi nó bị sai. Rồi và mình sẽ có hình thức học là qua web hoặc qua app nhé mọi người. Hả? Rồi và tiếp nối chương trình chúng mình sẽ tiếp tục với phần từ vựng. Hay. Rồi nào, phần từ vựng. À ngay câu đầu tiên mình nghĩ là một câu mà sẽ có nhiều bạn sai đây. Đây là một câu trong đề thi thật nhé mọi người. hả đáp án mấy đây ạ? À? Đó, câu số 9. À chúng mình có từ đầu tiên đọc là chốc cư bảo. Chốc cư chấm siêu chốc. Bạ trong địa điểm đó. Chốc cư bảo con kêu no mondai ni tsuite wa kaisha to no nanane no kekka kaizen shite moraeru koto ni natta. Hãy uh, quy sản cho đáp án số 1 Ameyuki chọn đáp án 1 Dung chọn đáp án 1 Có ai dịch cho mình được từ này không? Hoặc là câu này không? À rồi, cảm ơn Trang Sàng Có dịch cho mình là đàm phán Các hey, bạn đã chọn đáp án số 1 đúng không? Số 1 Trần Loan chọn đáp án 1 Rồi ok Chúng mình có từ nào là cô sổ Chứ hán thì khá là khó uh, Nó sẽ khá là dễ nhầm Đúng không ạ? Rồi, mình sẽ cùng nhau xem nhá Thế thử câu này khó mà các bạn này làm được hết à? Chốc Shokubo Ờ, con kiểu à, nó môn đấy như tế đúng không về nhá như suy tế cấu trúc ngữ pháp về việc gì đó rồi kể cả là kết quả mình có từ này là kaizen. cải thiện được chưa và cốt tồn như nát ta là được nha, được cái gì đó rồi các bạn để cho mình đáp án số 1 là đàm phán thương lượng cảm ơn mọi người Vậy thì câu này sẽ dịch là gì? Đáp án đúng chính xác đáp án số 1 nhé mọi người. Câu này sẽ dịch là à, kết quả đúng không? Sau khi đàm phán với công ty thì đó là gì? Về vấn đề gì? Về vấn đề môi trường làm việc thì chúng tôi đã được quyết định là sẽ được cải thiện cho vấn đề này nhé. Cái tặng mà cái đấy. Ai dạ, dùng nhớ luôn là để tháng 7 2022 nó sửa gối nè. Ok, đàm phán nhá. Các từ vựng còn lại thì có ai biết không ạ? À? Từ số 2 mình đọc là you you. Rồi. Số 3 mình đọc là tsuwa và số 4 là shutsu. Shutsu ga. Các biết những cái từ vựng này không? À, kosho, ok. Một câu cũ đúng không? Nó cũng không có quá quá dễ đâu mọi người. Rồi giu là gì ạ? À? mình sẽ nhìn nhá, nó nằm bởi hai chữ thụ, thụ này liên quan đến truyền thụ. Thụ này liên quan đến nhận. Thế nên là giu giu ở đây nó mang nghĩa là cho nhận. Được chưa ạ? Cho nhận nhá. Rồi. Số hai, sư qua thì mình nhìn thấy khá là dễ sư là thông qua qua trong đêm qua. Vậy thì sư qua thì nó sẽ nói về cái việc là gọi điện liên lạc nhá mọi người. Nói chuyện qua điện thoại nhá. Còn số 4 găng liên quan đến chữ nộp găng, liên quan đến những cái yêu cầu những cái nguyện vọng của mình vậy nên cái từ này nó sẽ mang nét là nộp cái đơn đăng ký, nộp cái đơn nguyện vọng gì đó, thì mình sẽ sử dụng với từ này, Nhá, à, nên đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 1, hay rồi, câu số 10 câu số 10 nào đáp án mấy đây ạ à? ừ. cái phần này là cái phần mà mọi người do mình cũng không thích lắm, nhưng mà câu này lại dễ câu này thì là câu dễ ở trong nửa 2 rồi Ừ, còn đi thi thì có thể nó sẽ có đưa ra những cái từ vựng khó hơn, cái từ vựng lạ hơn nhá. Rồi câu số 10 đáp án gì đây ạ? Giặt tụ, dịch tụ, khát tụ hay là sột tụ? Rồi kiên sàn trả đáp án số 4 sột tụ. An trả đáp án số 4 Uyên cũng thế luôn này. Thứ rất cũng này N ba nhỉ? N ba mình đã gặp từ này rồi ha. Em nghĩ rằng đấy sẽ. Hay. À, diễm à rồi cha sàng có con mừng cho mình là lén lút này và diễm con mừng là gión rén thôi cái nào cũng được rón rén thì hợp lý hơn lén lút nói chung nó kiểu hơi <laughs> hơi hơi làm việc xấu ha rồi ok à, dung chọn đáp án bốn nhẹ nhàng rồi trà sàng cũng chọn đáp án bốn long cũng chọn bốn và địa. dịch là đi nhẹ nhàng rồi ok các bạn đều dịch là gión rén nhẹ nhàng đúng không nào à rồi ok lạc đường chọn đáp án số bốn xuân trường chọn bốn thế thì đáp án đơn giản vậy rồi mình cứ theo số đông thôi Đăng khoa rồi nhẹ nhàng Nó ăn bốn nhé bạn dễ hóa Rồi Trong thời gian đợi mình dịch thì các bạn comment giúp mình 1, 2 và 3 có nghĩa là gì nhá Kodomo ga neta no de okosanai ni Sotto heya o deta Mình lại có cấu trúc xuất hiện là để mà Đúng không? Cấu trúc là 4 nhá No de là vì Đúng chưa? Vì đứa con đang đã ngủ rồi Thế nên tôi đã ra khỏi phòng nhẹ nhàng rón rén để không đánh thức nó được chưa xong ha rồi bàn chân thì nhẹ nhẹ ấy <laughs> à, nào các bạn khác ạ à? bằng với cột đi ok cảm ơn kiên xà rồi giặt tộ là gì á giặt tộ cũng là một cái từ vựng khá là hay hay xài nha mọi người giặt tộ dịch tộ cũng là hay dùng này khạt tộ chắc hơi lạ một xíu ừ, vì con đang ngủ nên để không cho nó thức giấc tôi nhẹ nhàng rời phòng ok được ạ À rồi cảm ơn Diễm Diễm có comment cho mình từ số 1 Giặt tộ chính xác Nó sẽ mang nét là đại khái qua loa Giặt tộ thể bưu rưu phu y tế Lâu qua cái bàn đi Hoặc là uh, Kê sa nó xin mưu giặt tộ mi uh, Tôi nhìn qua cái tờ báo sáng nay Đó Ok nhá Xong thằng này Giặt tộ Giặt tộ Diễm cũng có dịch à, Cho mình là chầm chầm Thằng giặt tộ này nó có khá là nhiều nghĩa này Thứ nhất là nó có thể Trong cái nghĩa chầm chầm Trong cái cụm là giặt tộ mi được dịch được nhìn chăm chăm được chưa rồi đúng rồi ok cảm ơn kiên này thêm một kiên nữa nhá chúng mình sẽ có một cái nghĩa là đứng yên không làm gì dịch tốt sơ à đúng không bọn trẻ con thì không thể nào mà ngồi yên được đúng không đó dịch tôi sơ và cuối cùng số 3 thì chúng mình có cái nghĩa bản chất nó là gì ạ à? nó là chăm chú cho cái việc gì đó đó để cho dịch tôi khăn gai rồi nghĩ rất là kiểu rất là kiểu chăm chú cho cái việc đấy ha chuyên tâm nhá rồi khặt tội thì cái này hơi lạ nhỉ À đấy, có hai nghĩa nhìn chằm chằm này ờ, Đứng yên này Và chăm chú cho việc gì đó nhé Các bạn nên nhớ một số các cụm đi kèm ý Ví như là Zato Zato miru À quên <laughs> Zito miru này Zito suru này Và Zito kangai Các bạn nhớ ba cái cái cụm ấy thôi Là các bạn sẽ nhớ được nghĩa của nó nha Rồi, Kato nó sẽ hay đi với kiểu tức giận nhé Cái này sẽ là sự tức giận nổi cáu Kato rồi, ok, tiếp, mình sẽ đến với số 11, 11, 11 ta ra mẹ cũng là một từ vựng xuất hiện trong đề thi rồi nhỉ? nhé. Câu số 11. Kare wa itsumo heiki de detarame o Heiki. Bình thản đúng không? Bình thản. À, đó đó đó, đúng không? Chăm chú đứng yên thường đi về igoka ừ. Hoặc là nhớ được cái nghĩa là gì to sư đứng yên ấy, cái đấy hay dùng lắm ạ. Rồi, ờ Hương sàng cho đoàn số 4 Lý Khánh Vân chọn đáp án 2 Sột tội nhẹ nhàng này Giặt tội qua loa này Chị tội ok, cảm ơn môn chàng Hi, uh, Dung chọn đáp án 2 Nói dối Đức chọn đáp án 2 Thanh chọn 2 Quy sẵn chọn đáp án 2 Các bạn chọn đáp án 2 đúng không? Ok. Mai sẵn và Nam sẵn chọn đáp án số 2 Các bạn chọn đáp án số 2 Bản chất cái bài này các bạn hiểu rõ nhá Nó không phải là bài tìm từ Đồng nghĩa nghĩa là giống nhau hoàn toàn Mà mình phải lựa cái nghĩa Mà nó sát nhất, được chưa ạ Sát nhất, sát nhất với cái câu này Nhá, rồi ok Ameyuki hai này, Mon chàng Chọn đáp án hai và dịch cho mình là nói dối Các bạn đều đang chọn hai đúng không, Duyên cũng chọn đáp án hai Thiên sản chọn đáp án hai Thế mình phải lựa nhá, thực ra mà để ta đam mê Mà nói thì nó mang nghĩa là bừa Đúng không, có cái cụm mình nhớ à Làm bừa mà cũng đúng ấy. Đúng không ạ? À? À, khoanh bừa đánh lụi đánh random Thì tuy nhiên trong trường hợp này thì nó lại không hợp lý nên Mình sẽ nhìn này? Nói bừa tức là nói những cái điều không phải sự thật Đó, nên nó sẽ bằng với đáp án số hay Đáp án số 2 á, sổ Đúng chưa? Nói bừa tức là nói những cái điều mà mình chả biết liệu nó có đúng hay không Thì đó nó sẽ bằng với nói dối nhá mọi người Nói lão, <laughs> ok ok, từ này ổn này hay. Rồi, Kare là chủ ngữ này Anh ấy lúc nào cũng nói như lời vừa Và ai nói vừa nói dối ra họ à, nói, nói lao đấy ạ à. Với cái vẻ mặt bình thản nhá Hay kỳ đệ nói cứ như không á Chả thấy xấu hổ, chả thấy nhột gì hết nhá Rồi, số 1 quá đức cứ chia nói xấu này Hay phư hê Phư hê là bất bình Hoặc nó khá là bằng với cái từ liên quan đến uh, Phàn nàn Đấy chưa ạ Rồi, uasa là tin đồn nhá mọi người Hay đó đó đúng rồi đấy mình sẽ có cái nghĩa là khoanh bừa nhá thì bảo rồi cái nghĩa bình thường của nó là như thế nhưng mà trong câu này thì mình sẽ dựa trên cái nội dung câu để mình chọn đáp án gần nhất nhá số 12 nào chúng mình có từ vựng là gì đây ạ hãy nào murakami sao ạ hokano hito nhỉ từ này khá là khó đọc đấy ai đọc được không ạ đều là sa shi, dự ha sa shi zu, sa shi zu. nữa hai nhá nào các bạn Đông sản sẽ đáp án số 1 Mê lệ Minh An, Minh An chọn đáp án số 1 Rồi Diễm chọn đáp án 1 Chỉ đạo Tuyết Yuki đáp án 1 Khánh Vân chọn 1 mệnh lệnh này À chọn đáp án số 1 hmm, Dễ quá ấy. Rồi à, Long sản chọn đáp án số 1 Và dịch là mệnh lệnh Go, Ok cảm ơn các bạn cái từ sạc suy dự này nó mang nét là ra lệnh nhá Đúng không ạ? Ra lệnh thì nó sẽ bằng một cái từ số 1 chứ còn gì nữa? Mê đề này, mê đề. Ok. Đáp án chính xác là số 1. Rồi, ok, số gối nè. Hay, rồi mình sẽ cùng nhau xem nghĩa nhá. Murakami sao ạ? Được chưa? Anh Murakami hoặc là chị Murakami. Chúng mình có từ cấu trúc so đã đằng trước chia thể thông thường vậy thì anh này sẽ dịch là nghe nói, nhớ đừng có nhầm nhé mọi người nghe nói anh murakami ghét cái việc nữa việc bị chỉ đạo bị uh, ra lệnh bởi người khác nói chưa xong nhá chính xác ừ hai là phản đối ba là chú rồi cảm ơn lau sàng ok chính xác chúng sẽ cùng nhau xem nhá số một à, số 2 là hân tay hân tay là hân tay là phản đối này Chú ý, chú ý là chú ý, nhắc nhở, đúng không? Jimon là tự mãn, tự hào ha. Rồi ok. Em đang... Đâu? Người ta đang gọi quý mà. Có ai gọi kiên đâu. Rồi nào, câu số... Câu số 13. Từ dễ. thế này chứ là N3, N3 còn á. À? N3 thì nói chứ là n hơi khó. Câu khó N3, câu dễ N2 đi ạ. À? Dễ quá. Đấy nào, đáp án mấy đấy ạ? À, Kitamura-san wa hongrai yasashi hito na no da ga Saikin wa iraira shite okotteru koto ga oi Đáp án Mai-san chọn là số 1 Motomoto Dong-san chọn là số 1 Hay. Ngọc cũng chọn 1 Minh-an chọn 1 Rồi Hay. Nguyên Chiến chọn đáp án 1 Và có comment cho mình là căn bản nguyên gốc Rồi, các bạn đều biết cái từ này đúng không? Mình nhìn vào đây nhé bản đây là chữ bản rồi lai là lại rồi đúng không à, lai like hoặc là lại like, lai like nè à. nó sẽ nói về cái bản chất vốn dĩ cái này là một cái từ vựng mình thấy cũng dùng khá là nhiều trong văn nói cũng dùng nó văn nói văn nói chắc hay dùng một tô mô tô hơn cả đó văn à, viết cả nó hay dùng từ này hôm đây rồi nhầm rồi một quay xe <laughs> cảm ơn các bạn đều chọn đáp án chính xác đáp án số 1 nhá mô tô mô tô vậy câu này sẽ dịch là chủ ngữ đây anh Kitamura đúng không? Là vốn dĩ là một người rất là yasashi, rất là hiền lành. Thế nhưng dạo gần đây thì anh ấy lại rất hay à, nổi nóng và tức giận. Ida nó cũng mang nét là sốt ruột cáu bận nhé, được chưa? Rồi rất tội là suốt này. Thực sự nhớ chú ý trường âm nhá. Trường âm ở sự thôi nhá, đừng có cho phư vô trường âm vô là sai nhá. Thông thường, thập đi là đầy ấp, được chưa? Nhá. Rồi. AI OK cảm ơn Long. AI. Rồi Ski chúng mình sẽ đến với câu số mười bốn. Duyong bạn. Ara yuru, ara à, yuru. Hay. Câu này trong phần từ vựng N2 chúng mình đã có rồi nha. Nen ni desu nhé. AI. Ừ. Nào các bạn đã làm mấy đây ạ Kono de okuru ara yuru dekigoto ni wa kanarazu genin ga aru. Xuân Nguyên chọn đáp án số 1 Rồi, Nam chọn đáp án 1 Số à, Diễm chọn đáp án số 1 Long chọn đáp án 1 Tất cả Rồi, Khoa Sàng cũng chọn đáp án số 1 luôn Phương Nguyên chọn 1 Hầu như là chọn đáp án số 1 hả? Số này học rồi mà Hôm nay kết quả toàn 1 là xin Ờ ha, giờ mới để ý ha Hầu như nhiều 1 nhỉ Thắng chọn 1 tất cả Minh Anh, Minh An chọn 1 Khánh Văn chọn một. Đợt vừa rồi mình thấy là hầu như các bạn lụi ba, mình thấy cái đáp án ba đấy mà lụi lụi thì không được nhiều đâu nhá mọi người. Mọi người có thể xem xét chọn lụi đáp án một chẳng hạn. Cái thằng một này mình thấy cũng khá là hay vào kiểu gì ăn được một câu. Còn cái đáp án ba nó khá là hên xui á. Rồi ok, các bạn đang chọn đáp án số 1 đúng không? Chào Hiếu. Phương đang chọn đáp án một rồi câu này sẽ dịch là gì đây ạ? À? Chính xác đáp án đúng là một nhá. Ở đây you Tất cả toàn bộ nó là BT. À câu này sẽ dịch là Nhớ chú ý từ này đọc là vô nhá, đừng đọc là c siết dễ sai bét nha. Hay. Chắc chắn là có nguyên nhân đúng không? Với những cái tất cả những cái sự việc mà xảy ra ở trên thế gian này. Rồi, vậy thôi. long nào mình sẽ uh, cảm ơn long mình đã có từ số 2 thuộc sự Đặc biệt chính xác này, thực sự là bình thường đúng không? Osoroshi. Osoroshi. À rồi, sợ hãi chính xác. Bốn trong từ sợ hãi chính xác. Ok. Hai, cảm ơn Mon Rồi, đến một phần các bạn đều thích. Bài ngữ pháp câu số 15. Hai. Thực ra mình thấy bài ngữ pháp dễ mà ta. Mình thấy rất dễ đấy mà sao mọi người vẫn sai nhỉ? Hay là do mọi người không không có nắm chắc các bạn nhớ cố gắng nhé. Với môn ngữ pháp các bạn cố gắng học thuộc cho mình một ví dụ để mình biết được cái cách dùng của nó hoặc là cách kết hợp của nó nhá mọi người chưa với những cái ngữ, pháp ghép thì mình cứ tách đôi nó ra đã xong mình loại từng vế một thì cái mức độ đúng sẽ sẽ tốt hơn thế nhưng mà cố gắng là phần luyện thì mình làm như vậy được nhưng mà lúc mà mình đi thi mình cố gắng đẩy tăng tốc cho phần ngữ pháp nhé được chưa để mình dồn thời gian cho phần đọc rồi tài tháng cho đoàn số 4 hoài nam cho đoàn bốn nhĩ thổ môn át tê hãy loan sàn cho đoàn số 4 ok nhĩ thổ môn Minh An chọn 4 Rồi Khoa Sàng chọn đáp số 4 Nghĩa là gì ạ? Nhít Rồi cảm ơn Diễm cùng với Hay. Mình sẽ nhìn vào đây này Từ vựng thì nó không khó lắm đâu Chúng mình đang có Joho Gizitsu no Hatten Cái cụm phía trước này là phát triển của khoa kỹ thuật thông tin Đúng chưa? Communication no Shudan 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 là các cái phương pháp Đúng không? Thayose Shiteiru Tha yô se đa dạng hóa Phát triển nó là một từ vựng nó mô tả sự biến đổi Và đa dạng hóa nó cũng là mô tả một một cái sự biến đổi nào đó Vậy nên để mà hợp lý nhất chính xác đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 4 nhíp hormonate. mô Các kết hợp sẽ đi với danh từ hoặc về rượu nhá À, được chưa ạ? À? Cùng với kéo theo Nó sẽ mô tả hai sự kéo theo Chính xác đấy, cảm ơn các bạn Đều đúng ha coi cái dịch là cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì những cái phương pháp phương pháp giao tiếp cũng trở nên đa dạng hóa hơn rồi vậy nhá các bạn khác thì vừa nãy thấy long có comment giúp mình rồi này tuyệt vời hay à, cảm ơn tuyết xạ siêu Đăng với hồ sinh hồ sinh hồ sinh là phương châm chứ siêu Đăng siêu là liên quan đến hô hồ nó gần với phương pháp nhé được chưa ạ rồi ừ. dịch kéo theo cũng được còn dịch từ kéo theo thì sẽ dễ nhận ra cái nghĩa của nó hơn cùng với thì nhiều khi nó sẽ hay nhầm với cái thằng uh, tốt thông mô nhỉ hả rồi nhí ôi tê". mình sẽ kết hợp với danh từ phía trước nhá danh từ với nhí ôi tê thì thường là những cái danh từ liên quan đến địa điểm lĩnh vực phương diện được chưa nhiều khi mình bảo học sinh nó bằng với trợ từ đế mình sẽ dịch là ở tại trong trên nhưng mà đừng có phải là phương pháp phương pháp mình không có dùng được cái này nhá được chưa <laughs> nhiều khi muốn cho các bạn uh, một cái gì đó để dễ nhớ hơn nhưng lại làm cho bạn hiểu nhầm nghĩa rất buồn rồi nhi cô -e tê vừa nay long có giúp cho mình đó là ứng với ứng với thì nó phải là nhi ô nhá nhá à, bộ tâm ở phía trong đó ứng với thì nó phải là nhí ô thì mới hợp lý tương ứng còn nhí cô ta -e tê mặc dù chữ hà nó cũng như vậy nhưng mình sẽ dịch là đáp ứng nhé cũng đi với danh từ thường cái danh từ với thằng nhí cô ta này nó sẽ mang nét là yêu cầu nguyện vọng gì đó đáp ứng nguyện vọng của khách hàng chẳng hạn mình sẽ dừng dừng cái từ này để ừ, cảm ơn cha anh đó và ninh an đó thằng này sẽ dịch là đáp ứng nhé còn ứng với là thằng số này thằng này ta nhatate mình sẽ đi với danh từ này Hoặc là v v à, khi nhân dịp đúng chưa khi nhân dịp ừ, thường sau khi sau khi không có dùng động khi nhân dịp thường nó sẽ mô tả những cái dịp trang trọng hoặc là những cái dịp cái cơ hội đặc biệt nào đó thì mình sử dụng với ni atate được chưa ạ ví dụ trong cái câu ngày trước là nhân dịp là tiến hành một cái một cái dự án mới thì tôi uh, tuyển thêm nhân nhân viên cho hả? chẳng hạn có thể dùng ni atate ok tiếp theo chúng mình sẽ đến với câu số 16 nhé judo cứ bảo câu này dễ câu này là ba thôi đáp ứng yêu cầu ừ, đúng rồi đúng rồi đó là nhí Ờ ừ, đúng rồi à, Minh An nó bằng với nhì sai shite đúng rồi đó. Nhì atate về nhì sai shite cái nét cùng nó sẽ rất là giống nhau nha. Các bạn có thể nhớ nó như nhau cũng được bởi vì trong đề thi nó sẽ không ra cái kiểu như thế nó chung khung. Chung khung ngữ pháp nó sẽ không ra. Đấy chưa? Để ý nhá. Chỉ có nó ra thì có thể nó sẽ ra cái cái sai nhí. Thì cái kết hợp vẫn khác. Cái kết hợp nó phải đi danh từ no chẳng hạn. Đó kiểu như vậy nó sẽ ra những cái có những cái sự khác biệt hoàn toàn. Nha, nên không sợ chúng nó giống nhau đâu. Hai, rồi Trang chọn đáp án 2, Mai chọn 2 thủy, chọn đáp án 2, Dung sàn chọn đáp án 2 và dịch cho mình là thường. Ờ Thảo Trang chọn 2, rồi Thắng chọn đáp án 2 luôn. Rồi. cái Câu này dễ mà mọi người dễ đúng không? Ờ Tanaka san wa shigoto ga isogashi rashiku, e saikin tennis club no renshuu o yasumi nananida. Gachi, gachi ở trong cái phần của Dung nói thì nó nằm ở chương trình N3 ha. N sang đấy nhé. Gachi. Nhưng mà ở trên cái thằng chi này chính là trong N2 lại gặp khá nhiều trong những cái bài đọc ấy. Những cái bài đọc các bạn có thể dịch là thường hay đó hoặc là đa phần đó. Chính xác đáp án 2 nhé. chi Cảm ơn các bạn. Dễ mà chưa học lại thành khó. Ừ, có thể có thể nhiều khi các bạn cũng chưa có để cái cái ngữ pháp này thì mọi người nhớ thêm nhé. Rồi. chi các kết hợp này. Nó sẽ đi với danh từ thường là những cái danh từ nó không có quá nhiều cái danh từ đi kèm Đó là biếu ki gachi chẳng hạn gachi nhá yeah. hoặc là về mát sự bỏ mát sự nhá và trong trường hợp này là người đứng ở dạng về mát sự bỏ mát sự yasumi mát bỏ mát cộng với gachi đã ha rồi thường hay nhá mọi người ừ. à, rồi ok sẽ cùng nhau dịch nhá anh tanaka dashi có vẻ là nghe nói là nghe nói là dạo này công việc rất là bận rộn thế nên gần đây thường hay đúng không nghỉ vì cái buổi luyện tập câu lạc bộ tennis ok chính xác số 3 nghĩa là gì vậy nhỉ ok cùng nhau xem nhá khả này vừa nay có ai có muốn cho mình rồi long sàng sát à, long sàng cảm ơn long khả này nó sẽ mang nghĩa là có thể gọi là có khả năng kết hợp sẽ là v mát sự bỏ mát sự cộng với khả này nhá khả này là có khả năng xảy ra một điều gì đó tiêu cực chính xác thường là không tốt nhé mọi người hay rồi Tono cô tổ đạ các bạn đang hỏi cái thằng này ha Tono cô tổ đạ bản chất nó bằng thằng cũ là tôi yêu cô tổ đạ như nhau nhá mọi người nó bằng với tôi yêu cô tổ đạ nghe nói nghe nói nhá mọi người Nhị chị Gai này là một hàng cũng khá là dễ lừa các bạn thằng này mặc dù đuôi là đuôi nai nhá nhưng nó không phải là không mà bác này sẽ dịch là chắc chắn là được chưa chắc chắn là được chưa? Nhá, nhớ nhá. Rồi. Cảm ơn mọi người. Hay. Rồi. hãy à, câu số 17 chứ là nào bạn? Ừ. Câu số 17 nào. Đó, mỗi lần xem một cái livestream các bạn cũng đã được thêm kiến thức rồi nên là cố gắng sắp xếp thời gian nhé một cái livestream nó không dài khoảng một tiếng thôi ha được chưa ạ cố gắng nhé mọi người tự học một tiếng thì khó mà học mà có các bạn có 141 người đang cùng học với bọn mình mà thì cảm giác lúc mà học nó cũng sẽ có sự vui vẻ hơn đúng không? <laughs> Chào cô Thảo Nhắn tin mà không trả lời được Hay nào Câu này khá là khó Nhưng đây là một câu đã Trong đề thi có chứ nhỉ? Đang nghĩ xem, trong đề thi Trong đề thi như cũng chưa Chứ đọc là phù nhá Phù CT Chữ phục Được chưa? Chữ phục Phủ phục à, Hương sẽ đoàn số 1 Duyên chọn đoàn 1 thắng chọn đáp án một Rồi các bạn đang chọn là Takiri ha, chơi đọc là dharma đấy nhé dharma này chắc là các bạn biết rồi mình đoán là các bạn đọc được rồi. An sàng cũng chọn đáp án số 1 ok Loan chọn đáp án một các bạn, cái câu này thực ra mà nói cái phần kidi này á nó dùng nó hơi khác với những cái với những cái câu ví dụ mà cái thằng ta đi hay đưa ra, thế nhưng mà các bạn sẽ có thể làm câu này với phương pháp loại trừ khá là dễ nhá Vì các cái kia nó nó cũng gặp rồi Rồi ok, mai rằng một Minh An kể từ sau đó thì không Đúng rồi đấy, đấy là cái nghĩa mình thường hay nói Thế tuy nhiên là khách um, Cái thằng này thì nó lại không có cái nghĩa không ở đằng sau Đúng không? Nên là nhiều khi có thể mình sẽ nhầm À rồi, cái từ suốt chính xác ạ Cứ cứ mãi mà gì đó Được chưa? Rồi mình sẽ cùng nhau xem nhé, Đáp án đúng chính xác bạn được chọn trang chính xác đoạn 1 Damataki. Damataki. À, ok, cảm mọi người cũng chứng tỏ siêu phần này ba mà. Đó. Rồi, Yamashita-san wa zutto damataki Nani nanika o kangaekomu you ni me o fusete iru. Thế là nó có nhiều cái cấu trúc khó rồi, cái từ vựng khó rồi đúng không? Đầu tiên mình sẽ có cụm này nhá, me o fusete, tức nghĩa là mê là mắt phục, tức nghĩa là cúi xuống đúng không? Các em sẽ hiểu là nhìn xuống hoặc là cụp đôi mắt xuống này à, không gai cung mượn Nghiền ngẫm Suy nghĩ rất là kiểu Chăm chú vào cái vấn đề gì đó Nghiền ngẫm, được chưa? Đúng vậy ạ à. Cái thằng kidi này cảm ơn Long nhé Nó có 3 cách dùng Cách thứ nhất nó đi với danh từ kidi nhá Danh từ cộng với kidi thì nó sẽ là chỉ Tuy nhiên nó sẽ đi với những cái danh từ số ít Chỉ một lần, chỉ một người, chỉ hai người Rồi, nét số 2 Chính là cái beta kidi này Beta đi này lại có hai kiểu dùng. Một là cái kiểu bạn hay gặp đó là về sau đi về không. Kể từ khi cho cô ấy vay tiền thì tôi không còn gặp lại cô ấy nữa. Được chưa ạ? Nét số 2 cái này là khá là ít cái bên nó đề cập đến đấy. Đó là cứ mãi mà gì đó nó sẽ mô tả cái trạng thái đấy nó được giữ suốt như vậy. Ừ, nghĩa là chỉ chăm chăm vào cái việc đó thôi, không nghĩ là cái việc gì khác nữa. Đó thì đây sẽ chính là cái nét của thằng này nhá. Vậy cô sẽ dịch là anh yamashita được chưa ạ? À, cứ gì đây cứ uh, cứ im lặng đúng không và cụp mắt xuống như thể là đang suy nghĩ nghiền ngẫm một cái điều gì đó vậy nhá được chưa ạ à, rồi à các đáp án khác các đáp án khác thì rồi ok cái thằng này mình vừa gặp nó rồi về mắt sự bỏ mắt sự cộng với mắt nó là có khả năng xảy ra một việc gì đó tiêu cực được chưa Amari, rồi ok, vừa nãy có hiếu cho cái này Hiếu, cái này là vì quá được chưa? À, hai là không thể tiêu cực rồi ok rồi long có vẻ rất cười rất tốt phần ngữ pháp nha. Amari nó là vì quá hoặc là Amari nhí mộ vì quá một cái lý do nào đó mà đưa ra một cái hành động gì đó tiêu cực đi. được chưa? Ví dụ như là mấy vụ gần đây đúng không? Vì quá yêu cô ấy đấy nên là tôi đã uh, quyết định là cho gối vào thùng xốp chẳng hạn <laughs> mình hay hay có cái ví dụ đấy hơi tiêu cực một chút đó Chứ hoặc là bố mẹ vì quá lo lắng cho con nên là lúc nào cũng nhắc nhở rất là nhiều đó. thì đây là cái nét của ông Mari nhé rồi và nhĩ ghi ra dự không chỉ mà còn và bác này kết hợp với danh từ giúp mình nhé bản chất thằng này kết hợp và đã sai ngay từ đây rồi nhá rồi ok cảm ơn mọi người đó, một lần được nhắc lại ngữ pháp ừ. rồi kệ sĩ câu số 18 hay, câu số 18 Nhưng mà bài này các bạn làm khá tốt nha Không ai bị lừa hết hay, Ok Rồi Cục cư minh uh, và Sưu nhu và giải sáng là Nhi Giấy kinh Một từ cũng khá là hay gặp Chữ nạp đúng không Ừ Ok, an sàng nhí dự bằng bà ka Nó sẽ có cái nét tương đồng nhí ka gira dự bà Không chỉ mà còn Nhưng mà nhớ cách kết hợp tụi mình nhá Hà thảo sang cho đáp án số 4 Mai sẽ đáp án số 4 Cái này mình vừa nhắc lại rồi đúng không nào Trang sàn sẽ đáp án số 4 Rồi Ameyuki chọn 4 Hay. Duyên sàn sẽ đáp án số 4 toàn được nhắc lại hết rồi ngon quá thanh chọn đoàn bốn phương chọn đoàn số 4 rồi nào mình sẽ cùng nhau xem nhá nào ai đó dịch giúp mình câu này đi ạ à. hương chọn đoàn 4 rồi long cảm ơn long dịch là ứng với hả ứng ừ với kết hợp với danh từ Hàn danh từ nhiều gì tệ ứng với chính xác cái này mình vừa nhắc lại ở bên nãy rồi đúng không danh từ cộng nhiều tệ ừ tương ứng ứng với ví dụ như là chúng tôi sẽ trả mức lương tương ứng với năng lực chẳng hạn đó cái, cái đằng sau sẽ được thay đổi tùy thuộc vào cái mức độ của cái phần đằng trước. Vậy cô sẽ dịch là gì ạ? À? Chủ ngữ đấy ha. là chủ ngữ. Người dân, đúng không? Dịch từ dưới nhá. Có nghĩa vụ, đúng không? Nghĩa vụ làm gì? Nộp thuế tương ứng với tài sản và thu nhập. Đúng chưa? Cái tiền thuế của các bạn sẽ cao nếu cái phần này của bạn cao và nó sẽ thấp nếu cái phần dai của bạn thấp. Đó, thế là nó sẽ là có sự thay đổi tùy thuộc vào cái đằng trước. Nó sẽ dịch về tương ứng. Rồi, cảm ơn các bạn hay đều đúng rồi, long nhất nhanh. <laughs> rồi long sàng chúng mình sẽ có hàng đầu tiên. Rồi. Kara ni kakete trong mẫu cấu trúc đấy nhá. À, kara ni kakete thừa nét rồi. mẹ. À, nhá. Ê, mẫu của mình là kara ni kakete kết hợp sẽ đi với danh từ nhá. Danh từ chỉ địa điểm và danh từ chỉ thời gian bằng với kara made thôi. Nhớ thế thôi, không khỏi nhớ nhiều. Từ đến xong nhá. Tuyệt vời. À, rồi rồi <laughs> lòng rất nhớ luôn đấy chính xác bản chất mà nói thì nó sẽ là những cái không rõ ràng vậy thôi nhí ôi tê vừa nói rồi đúng không đi với danh từ ở tại trong trên nhí sakidate nhí sakidate à rồi ok, cảm ơn long luôn này trước khi kết hợp của mình sẽ là danh từ hoặc là vự nhá hoặc là vê à, vự hoặc là danh từ nhá nhí sakidate trước khi rồi nó gần như, nhớ như vậy thôi là xong nhưng người đừng đừng có phức tạp hóa cái ngữ pháp lên. Nó đã bản chất nó đã phức tạp rồi. Mình phức tạp nó lên thì còn khó nhớ nữa. Đó là nào? câu số 19 và câu số 20 bài điền dấu sao. Một phần mà các bạn rất thích. <laughs> Đúng không? Có thích không mọi người? Phần này mọi người sợ lắm. À, mọi người có thể tìm trên mạng ấy, 100 câu dấu sao đã xuất hiện trong các năm ấy, mọi người làm dần đi. Làm nhiều sẽ sẽ quen kiểu và sẽ mình có tư duy nhanh hơn. Đó, cái gì cũng cần phải luyện tập mà, đúng không? Nào, mình sẽ cùng nhau xem nhá. No o juken suru yo. Nhìn đầu tiên giúp mình trong này có ngẫu mẫu cấu trúc gì không? Mà ghép được không mà nối được không? Ừ. Mình em thấy có một cái ngữ pháp ở đây này nhưng mà không phải ngữ pháp nối. Ngữ pháp nghĩa thôi. Rồi, quá cho đáp án mấy đây ạ? Kanji gọi. À? <laughs> Chưa ai xếp được Mọi người ạ, cố lên Không khó đâu, không khó Trang là người đầu tiên có đáp án 4123 4123 4123 Ok à, ờ, Lại tắt rồi à, Rồi, Khoa có à, Cảm ơn Khoa đã nhìn ra cấu trúc ngữ pháp của chúng mình hôm nay Cô này à, Mình sẽ biết này nhau Vê mát sự, bỏ mát sự đi Cộng với cô này không đời nào mà không thể nào mà được chưa ạ với động từ của nó tha động từ thì hay bị chia về thể khả năng thế nên mình mới có bình thường là yomimas yomic yomek là vì thế nó thành trở thành thể khả năng yomimas được chưa ạ rồi các bạn này chúng ta đã là bốn một hai ba bốn một hai ba ok cùng nhau nhìn nhá thứ nhất khi mà cái vế đằng trước đã kết thúc bằng thể thông thường mà không có một cái cấu trúc nối nào thì các bạn phải nhảy số cho mình sang dạng mệnh đề bổ ngữ. Tất nhiên nó có thể là một danh từ hoặc là cụm danh từ ở đây, được chưa? Rồi, no o Cái nào bổ nghĩa được không? Suru. Anata ni, được chưa? N1 no sau no đi với danh từ và danh từ ở đây thì mình thể kanji thôi. n no kanji ga konai yo. Được chưa? Chính xác rồi. Ok, đều đúng hết Rồi, cảm ơn mọi người Câu này sẽ dịch là gì ạ? Cậu á, đúng không? Anata Cậu, một cái người mà có năng Tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật N3 ấy, Thì không đời nào mà đọc được Những cái chữ hán của N1 đâu Được chưa nhỉ? Dễ quá trời câu này Ha, chính xác Đáp án sẽ là đáp án số 2 Và mình có cách kết hợp là 4, 1, 2, 3 Rồi, mình đến với câu cuối cùng nhá. Câu cuối cùng câu số 20. Sono ken nana ni de gozaimasu. Sono ken không có dấu chấm đâu nhá các bạn. Bỏ cái dấu chấm ấy đi, không phải nhầm mất. Hả? Cấu trúc ngữ pháp của mình đây là gì ạ? Nào, nhìn vào đây á. Ừ, sono ken nana ni de gozaimasu. Rồi, xem câu này liệu có đúng hết được như câu vừa nãy không nhá. Cấu trúc xuất hiện là cấu trúc gì đây? có hai cái ở đây ha nào nào các bạn chọn đấy chưa ạ à rồi cảm ơn khoa các bạn nhìn ra này cấu trúc đầu tiên là có trúc nhí gì tế ạ về cái gì đó thế nên đa phần nó đi với danh từ ở phía trước nhá về cái gì đó à, chưa ạ? rồi về vấn đề này về vấn đề kia thế thì đũa mông nữa ái chả hùng rằng hùng rồi các bạn đang một cách thức là ợ, Hương là 2134 Trang là 2431 Linh Quả, bà Loan cũng giống với Trang là 2431 Tiếp là là cái nào bây giờ? 2131 Ngoài cấu trúc này ra các bạn không nhìn thấy một cái nữa à? Sai chiều Còn nhớ nó không? Sai chiều Sai chiều Đang trong lúc vậy nên cách kết hợp của nó là danh từ nổ no, hoặc hoặc đang sẽ là vt T I được thế thì nhìn vào đây các bạn sẽ nhìn thấy ngay đó là gì rồi ba và một nó sẽ đi với nhau đúng chưa ba và một sẽ đi với nhau hoa chắc chắn nó đi ở đây rồi về cái vấn đề này trước thì là về cái hiện tại được đúng không không hợp lý hai nằm ở đây số nó tê hoa tôi hiện tại đang đang kênh tôi đấy thì không thể nào gen tôi sẽ được gen dài để dài mát được mà nó phải là gì gen dài được chưa gen tôi iru sai chiều dài mát nhá ok được chưa sai mình có hai kiểu đấy một là sai chiều nhí hai là sai chiều đà sai đà nhá đứng hai kiểu rồi thế là bạn nó sẽ là hai bốn ba một hai ba một bốn hai hai một ghen gen dài làm sao mà sai chiêu đứng giữa mà đi về gen dài được đúng không sai chiêu mà đứng ở giữa thì làm sao phải động từ gì đó đang trong lúc gì đấy thì việc gì đó xảy ra đó một là phải giữa là sai chiêu nhí nhá được chưa hai là đứng ở cuối là sai chiêu đà giúp mình hay nét cô ấy sẽ dịch là chính xác này về vụ việc hiện tại đúng không về vụ việc này hiện tại chúng tôi đang đang đây đang cân nhắc đang xem xét được chưa ạ Đấy, đáp án sẽ là sao mà Một cách xếp 2, 4, 3, 1 Ok, được chưa? Mọi người nhớ cái cách sử dụng của thằng sai chiu này nhá Trông tưởng dễ mà lại không hề dễ đúng không nào? Rồi và phần cuối cùng của chúng mình chúng mình sẽ cùng nhau học tiếng Nhật qua danh ngôn Hai, Mình có câu là tai koto ga mitsukarana mitsukaranai nara Ia janai koto kara hajimete mitara Mitara đúng không? Thử xem sao Nó sẽ là một cái câu lời khuyên là gợi ý nhá nào mình sẽ nhìn vào đây nà là nếu này nếu mình không tìm thấy cái việc mà mình muốn làm ấy đúng chưa thì sao thì hãy thử bắt đầu từ những cái thứ mình không thích xem sao đó đây là câu ví dụ của mình á à, bắt đầu từ những điều mình không thích xem sao đó thế nên là nếu các bạn đang chưa tìm được một cái mục đích nào đó Thì có thể bắt đầu từ những thứ có thể mình không có thích lắm chẳng hạn nhớ đâu đúng không mình lại tìm ra được một cái gì đó tìm ra được một cái thứ mà mình có thể duy trì có thể lâu dài để theo đuổi chẳng hạn rồi ok Vậy là bài chúng mình hôm nay sẽ kết thúc ở đây nhá sama hãy hẹn gặp lại các bạn trong buổi tuần sau chính là buổi cuối cùng của CD này rồi nhá bye bye tuần sau thôi nhé mọi người